nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên thịt để làm cái món kho quẹt này. Trong thời gian chờ đậu hũ chiên thì mình sẽ đi luộc rau. Thì đây là rau hôm nay chị mình sẽ luộc, là rau bắp cải, cà rốt với lại bông cải xanh. Đậu hũ giờ đã chiên vàng rồi thì mình sẽ múc đậu hũ ra bỏ chung với thịt. Đây là đồ ăn của bọn mình ngày hôm nay, rau luộc chấm với lại kho quẹt. Đây là kho quẹt của mình, nhưng mà mình không có tôm khô nên mình có đậu hũ thay bằng tôm khô. Còn cái này là gà xào xảo. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu ăn tối. Thì hôm nay rất là nóng luôn đó, hôm nay ở đây là gần 30 độ, rất là nóng luôn đó. Oh, this one to take. Is it the first time you tried that one? Right. Yeah, but I think I might put it on my plate and then mix it instead of dip it. Thì mình nghĩ là tại vì bạn mình không có ở đây, người ta không có ăn kiểu chấm như mình á, cho nên bạn mình sẽ muốn kiểu trộn cái nước sốt này với rau luộc. Thì rau luộc bọn mình có bắp cải, cà rốt với lại what is called it? Gà này là mình bỏ một ít nghệ á, mà không biết hình như bỏ nghệ hơi nhiều á nên gà nó hơi nhìn gà rất là vàng. May also some of this. More bits. Đây là lần đầu tiên mình làm kho quẹt ở đây á, tại vì bạn mình chưa có. Thì như hồi trước đến Việt Nam cũng chưa có ăn món này, nên hôm nay mình làm thử món này. I think like when you went to Vietnam before, you also have not tried this one, right? Yeah, no, I don't think I have. Nhưng mà có một cái là mình không có tôm khô, nên mình đã nghĩ là bỏ một ít đậu hũ chiên vào thì nó sẽ kiểu bùi bùi á. Is it too salty or is it too... No, I love the pork when it's like this, really crunchy. I want a tofu. Yeah, it sounds so good. Did some of the chicken have the breast on when you cooked it? I mean, the skin on. No, some skin. Wow. Yeah, I can taste it. It's nice. Oh. Really spicy. Nghĩa là kho quẹt mình bỏ hơn 2 trái ớt nên là nó hơi cay. Nhưng mà cay vậy thì mới ngon. Chicken's nice with the lemongrass. Oh, I may dip some in here. Really? You like it now? Yeah. I'm just not eating the big pieces because it's quite crunchy. Yeah, not this stuff. Do people like the chicken with the lemongrass here? No. Not many people use lemongrass. More maybe like in Asia, people use it instead. Bạn mình kêu là ở đây người ta cũng không có không? Giống như là dùng cái sả để nấu nhiều lắm. Do you mean they also not use the lemon grass or any fruit that's too hot? Yeah, normally people don't use it here. I see. Maybe try the chicken. I think the pork, when you did the fish sauce at first, it tasted too strong, but it tastes quite sweet now. It's a lot better now that you've cooked it. Hôm nay tụi mình không có nấu cơm, chỉ có rau với lại ăn gà thôi. So we're not cooking it right today. We are on tired.
things you're not allowed are green bell pepper, but then when cooked like that, so you still put it down. Mm, yeah. I prefer the red pepper. Nghĩ ở đây nếu mà muốn tìm rau kho quẹt thì chắc là không có chỗ nào bán. Mình chưa có đi nhà hàng Việt Nam ở đây. Đây là mình cũng không biết là nhà hàng Việt Nam ở đây thì như thế nào, nhưng mà chỗ mình á thì nó không có nhà hàng Việt Nam, phải ra thành phố lớn hơn một xíu. As I have not like come to Vietnam me restaurant here, so that now like how it is. Mm. Is this not too salty when you dip it with the vegetable, right? Yeah. Mm. We might have to go to a big city to go to a Vietnamese restaurant. Mm. Nghĩ là cái thịt ba chỉ á, mình chiên hơi kiểu chiên mà nó rất cứng rồi đó. Nên là lúc mà chiên hơi cứng như vậy thì mình sợ nó kiểu nó hơi hơi cháy á. Nhưng mà lúc mà nấu thêm cái này, làm cái kho quẹt á thì nó vẫn, lúc mà nấu thêm cái nước mắm á, nó vẫn không có bị ỉu, vẫn còn giòn á. Trời ơi, hai trái ớt mà cay kinh khủng. Feel like too hot and spicy. So can I finish the broccoli? Yeah. Maybe put too much, too spicy. I want any more of this. You could have it. I don't need to let that on the fire. Bạn mình no rồi nên ngồi giờ ăn vã cái thịt với lại đậu hũ thôi. I think like chicken would be quite nice. You can make curry with it. Hmm. Còn mình không nấu cơm nhưng mà ăn một dĩa rau to nên rất là no luôn á. Đúng. Full. Yeah. Bạn mình kia rất là no rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.